Đây là vịnh Vĩnh Hy. Đấy, trên đường từ Phan Rang đi ra Cam Ranh thì nó ngay sát dưới chân núi Chúa, thì nó có một cái vịnh, có một cái vịnh nhỏ rất là đẹp, tên gọi nó là vịnh Vĩnh Hy. Nó thuộc về tỉnh Ninh Thuận. Ở đây có những cái dịch vụ du lịch, thí dụ như là nhà hàng ở trên bè này, rồi cano đáy kính để ngắm san hô này, rồi lặn ngắm san hô này. Và trên đồi kia, trên cái đồi kia là có một cái resort luxury, resort cực sang đấy, tên gọi là Amanoi. Nghe đồn rằng một đêm khách sạn của nó là 40 triệu một đêm. Đúng rồi, Amanoi đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Amanoi. Amanoi, Amanoi. Thì đó là nơi mà các cái doanh nhân thế giới rồi, người ta đi du lịch người ta mới vào ngủ, chứ còn mình thì thua. Yeah. 2, 3 này. Giơ tay, giơ tay, giơ tay. Yeah. Làm cái nữa. Yeah. Ok. Anh phát hiện ra mà đời đúng không? Ừ. Đó. Nó có hồ các kiểu. Ủa, nó xây độc thịt.